Một chữ đẹp trai không thể cưỡng lại hả? Chị bớt sốt chưa? Đợi lại. Chào giám đốc ạ. À, chào cháu. Cháu có biết Gia An ở đâu không? Gia An ạ? À, dạ, cháu không biết cậu ấy ở đâu ạ. Nếu như liên lạc được với nó ấy, bảo nó về nhà ngay nhé. Dạ vâng ạ. Liên lạc được với Gia An, cháu sẽ nói cậu ấy gọi cho giám đốc ạ. Dạ, cháu chào giám đốc. Rồi, cảm ơn cháu. Sở thích cũng dị phết nhỉ. Không những thích nhìn Khải đang ngủ, lại còn biết nói dối nữa. Cậu đừng có chụp mũ. Nó có vẻ như là người chị bớt nóng rồi đấy. Giám đốc vừa về nhà, cần gặp cậu gấp đấy. Dự là lành ít dự nhiều đây. Tự thích kè nha. Tôi đi thật đấy. Cậu quê gì à? Đúng. Tạm thời tôi đang quên mất bản thân mình. Nếu có vấn đề gì hay là nhớ tôi thì phải gọi liền đấy. Đừng quên lời tôi dặn đấy. Không được ra ngoài, ở nhà nghỉ ngơi chờ tôi quay lại. Sẽ nhanh thôi. Bởi vì tôi có một việc quan trọng muốn nói với Phương.